Rồi. Xin chào các em, cô là cho em đi đây. Hôm nay chúng ta sẽ thay biểu trực tuyến thì cô sẽ dạy chúng ta bài này ở trên bài giảng của Quân. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại unit 18 mà chúng ta đã học trong chương trình tiếng Anh vừa rồi nhá. Và chúng ta còn nhớ chủ đề của unit 18 là gì không các em? Nó là gì nhỉ? À, đó là cấu trúc gì? What are you doing? What are you doing? Cái là gì nhỉ? À, what are you doing? Cái là bạn đang làm gì? Chúng ta thực hành hỏi và trả lời quanh lớp rất là nhiều rồi. Tôi tin là chúng ta còn nhiều cấu trúc này. Và để nhớ cách viết thì các em phải mang vở ra để ghi cho cô nhá. À, xin mời các em hãy đọc theo cô này. Biết nào? Unit 18. What are you doing? Các em biết xong chưa? Sau khi viết được thì các em có thể trả lời được chưa? Now, what are you doing? Now, picture one. I'm reading. I'm reading. I'm reading. Picture B. I'm cooking. I'm cooking. I'm cooking. Cho em nói cho cô nha, ba lần. I'm reading. I'm reading. I'm reading. I'm cooking. I'm cooking. I'm cooking. And picture C. Là gì nhỉ các em nhỉ? À, reading thì như lúc nãy cô làm và cooking thì ta đã thực hành cooking, cooking, cooking. Cooking, cooking, cooking. And we have what are you doing? Listening to music. À, là chúng ta nghe nhạc. Chúng ta nói cho cô ba lần nào. Listening to music. I'm listening to music. I'm listening to music. À, chúng ta đã có ba hành động rồi. Hành động thứ tư chúng ta đó là gì nhỉ? What are you doing? What are you doing? I'm cleaning the floor. Các em vừa làm vừa viết nha. Vừa làm hành động và chúng ta viết ra vở. Viết ra vở nha. Thời gian để chúng ta viết những từ đó ra và cùng với những cái từ của lesson 2 luôn nha. Đó là chúng ta có câu hỏi, ngoài câu hỏi what are you doing thì lúc này trên màn hình chúng ta vừa nhìn thấy con trai cô đây nó chính là dùng từ he, đúng không? He là con trai, còn she là dùng để he là chỉ những người là con trai này, là ông bạn ấy, nhưng mà là nam. She là chỉ những người là con gái của nữ. Vậy tôi sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn. Ví dụ như là bạn ấy là một ca sĩ nam chẳng hạn, thì chúng ta sẽ hỏi như nào nhỉ? Bạn ấy đang làm gì, hỏi thế nào? What is he doing? What is he doing? Đây là hỏi cho con trai đàn ông. Các bạn nam để chúng ta trả lời đi. What is he doing? He is ca sĩ thì chúng ta sẽ có là he is nhỉ? Chúng ta mở phần lesson B, chúng ta sẽ có phần đầu tiên đó là gì? What is he doing? He singing. Ok, hát đó chính là singing. Yes, see, he singing. Picture B. What is he doing? What is he doing? Singing, singing. So we can draw, draw, draw. So we have a he drawing. He drawing. Now what is he doing? He singing. What is he doing? He drawing. Okay. Để chúng ta có thể đi quanh nhà và hỏi các mọi người trong nhà mình để xem những người đấy làm gì nhá. Tập làm thầy giáo cô giáo ý nhá. Và chúng ta sẽ học nốt hai bức tranh còn lại. Bức tranh C đó là what is he doing? He is. What is he doing? He is playing piano.
He playing piano. Em nói 3 lần. He's playing piano. What is he doing? What is he doing? Okay, what is he doing? So he's watching TV. He's watching TV. Watching TV. Okay. Vậy chúng ta hãy nghe quanh nhà và hỏi mọi người muốn gọi này nhá. Sau đó là chuyển sang ngôi sĩ. Ngôi sĩ và tập hỏi và trả lời với ngôi sĩ cho cô nhé. Và nếu như bạn nào viết được những từ này thì có thể là bảo bố mẹ chụp hình lại cho cô và quay lại cho cô những cái mà mình nói để cô chỉnh sửa phát âm, cô chấm điểm viết chữ đẹp nhá. Xin chào các em.